Kính thưa quý vị, là một vụ bắt giữ thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội được lực lượng chức năng khám phá bắt giữ vào ngày 23 tháng 1 vừa qua. Điều đáng nói là cơ sở này sản xuất món giò tai, giò gói nhưng lại sử dụng hàng the, loại hóa chất bị cấm. Đây là tác nhân nguy hiểm cho sức khỏe con người. Kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm tại số 10 ngách 37 ngõ 460 đường Khương Đình, tổ công tác liên ngành gồm các cán bộ chiến sĩ đội 6 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố và thanh tra y tế Hà Nội, phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện hàng trăm kg giò gói, giò tai thành phẩm được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh. Qua kiểm tra cho thấy số hàng hóa này nhiễm hàm lượng lớn hàn the hay còn gọi là borax, chất hóa học bị Bộ Y tế cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm. Khai thác nhanh tại chỗ, chủ cơ sở là Nguyễn Đăng Khoa, thường trú tại huyện Thanh Oai, thừa nhận mua hàn the trôi nổi trên thị trường và sử dụng làm phụ gia trộn toàn thịt lợn để chế biến giò. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ, đồng thời kiến nghị ra văn bản xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở sản xuất.